bộ phim kinh điển về đề tài y khoa ăn khắp nhất xứ Hàn những năm 90. Những cái mà em nói chỉ là lý thuyết thôi, làm gì cũng phải có lần đầu chứ. Có ai biết cầm dao mổ từ trong bụng mẹ đâu. Dở động mạch rồi, cầm máu đi. Bệnh nhân đã rơi vào nguy kịch rồi trưởng khoa. Với bộ ba diễn viên xinh đẹp và xuất sắc Lee Jong E, Cha Dong Kun và Son Chan Min, vì một bệnh nhân đã chết mà mày bỏ hết những bệnh nhân khác à? Lần này là giao giết người. Vào lúc 11:30 trên kênh truyền hình BTV2, phẫu thuật không phải là một trò chơi. Cầm dao mổ người ta mà để người ta chết thì khác nào sát nhân. Anh em nhà bác sĩ phiên bản Hàn tái ngộ kháng giả Việt. 50, bắt đầu, trả lại 50. Trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi chưa muốn chết. Làm sao có thể cắt quả tim của em được hả? Em không có tư cách gì mà tự ý cho tim thế đâu. Giữa thù hận và tình yêu, bây giờ em muốn chấm dứt với anh Su Yeon. Em muốn dừng lại tất cả. Anh đã lớn lên trong gia đình của kẻ đã giết chính bố mẹ mình, nên hoàn toàn không biết. Là một câu chuyện tình đẫm nước mắt. Em muốn được làm vợ của anh trong một tháng. À không, dù chỉ là một giây phút thôi cũng được. Anh em nhà bác sĩ phát sóng vào lúc 11:30 thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 11/9 trên kênh BTV2.